công nghệ nha. Ba bóc cho anh em à, full nguyên bộ cho anh em à. Chào anh em quay anh pha nha. Hôm nay tiến hành là làm đồ mình quay lại cho anh em tham khảo quá trình mình làm luôn. Thì cái xe này thì mình là thay cái chuông mới nè, cái chuông cũ của chủ xe thì bị sọc phít rất nhiều rồi đó. Cái phần bố sắt của chủ xe bị mòn chai nha. Xe này thì chạy công nghệ cho nên là mình làm có mình là bền mạnh ở chủ xe ha. Đó, bố sắt bị mòn chai rồi mình thay full combo bố thái chủ xe luôn. Đi full chủ xe cái bộ đồ son nào mới nha. Cái này là mình có bảo dưỡng luôn cái phần sinh cam DD bánh tăng lòng của chủ xe nha. Sinh cam thì mình đã thay chủ xe là sinh cam đúng DD thái chủ xe nè. Đó, sinh cam cũ chủ xe nó bị giãn hết rồi. Mình thấy giãn không vòng ha. Đó, mình thay chủ xe là full cái sinh cam mới luôn và đi bánh xe lòng mới chủ xe nha. Đó. Hiện tại là nồi mình đã ráp xong chủ xe là full cái nồi trước nồi sau nè. Bốn lò xo nè, bốn bố ba sắt ha, khuôn bố càng dài cho chủ xe luôn. Tại bố càng cũ chủ xe thì là bố ngắn cho nên mình xài bố dài chủ xe ha. Rồi, mình tiến hành là upload nồi mình test xe chủ xe nha. Thì anh em mà muốn bảo dưỡng nồi để chạy xe công nghệ hoặc là chạy đi làm, đi phượt, đi chơi thì ghé bên độ xe Việt Nam ha, mình tiến hành là làm cho anh em nha. Rồi, mình chào anh em quay anh pha. Mình test nhẹ quay mới làm phun cái bộ nồi rin thái nha ha. Đó, cho chủ xe chạy công nghệ nha. Ba bóc cho anh em à, phun nguyên bộ cho anh em à. Xe này mình chạy nồi rin thái và bóc bền nhẹ chủ xe nha anh em. Đó, xe này mình có bảo dưỡng phun sinh cam cả nồi trước nồi sau chủ xe nha anh em. Quay để tăng sơn cho mày chút xíu dùng quá nha. Bao nhẹ nhàng cho anh em. Xe này có thay chuông với lại phun bố sắt hồi sau luôn.